tôi đã. Các bạn khỏe không? Hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn về chuyện về vấn đề mua nhà single house, là nhà tư nhân á, mua nhà single house an toàn là vua. Nhiều bạn mới định cư qua Mỹ, ở Việt Nam thì ở trong phố chật chội, đường xá bùn xình hoặc là bụi bặm, để xe thì bị mất cắp, phơi áo quần thì họ lấy cái họ khèo, đi ra đường sợ bị mất túi, sợ bị cướp giật xe. Khi định cư qua Mỹ thì thấy ở xứ Mỹ rộng rãi, coi bộ an toàn, đường xá rộng rãi, làm được có tiền thì bắt đầu suy nghĩ là đi mua nhà. Thì thường thường mấy bạn nghĩ là chúng ta đi mua nhà mà single house, là nhà mà nhà trệt đó bạn, nhà cũng như nhà mà riêng đó, cái đó cũng hay. Nhưng mà mình có một cái vấn đề là an toàn. Tùy chỗ, tùy tiểu bang, nạn cướp giật, nạn cướp bóc, nạn ăn cướp xảy ra rất nhiều tại Mỹ, xảy ra còn dữ hơn tại Việt Nam. Tại vì người xe hơi ở đây rẻ, kẻ cướp ngừng tới nhà bạn, vô cướp khảo của rồi đi ra, phục bạn lại đi ra, thì cảnh sát nó không có bao quàng được, nó không kiếm được. Mình kêu 911 thì cũng cả 5, 10 phút, 15 phút họ mới tới, thì tụi cảnh sát nó đi rồi, tụi ăn cướp nó đi rồi, tại vì nó có xe. Thì nhiều lắm. Mà thường thường nó ăn cướp á, thì nó ít có nó giết người, tại vì nó biết là theo luật của Mỹ đó, nếu mà ăn cướp á, thì tội còn 10 năm, 20 năm, mà nếu mà có tử thương là có thể bị tử hình hoặc là tù chung thân. Cho nên là ăn cướp nhiều lắm, mà ít khi mà nó giết người lắm, chỉ khi nào nó ăn cướp rồi người chủ rồi lấy súng ra cự lại á, thì mới xảy ra những chuyện đó, chứ không ít cái khi mà nó cố ý mà nó tới nhà người ta rồi nó ăn cướp, nó giết. Thường là nó cột lại rồi nó khai nó khảo của, hay là những nhà có đồ quý nó lấy đồ quý. Chuyện đó xảy ra rất thường, không tránh được. Mà chỉ có tránh được khi mua nhà single house, là bạn mua nhà ở trong những cái khu mà có bảo vệ, có tường á, thì trong đó thì mỗi người trong chỗ cái nhà, trong chỗ có trong tường đó thì họ súng nhau, họ mướn bảo vệ, trả tiền bảo vệ. Cái chung cư mình ở là một năm trả 200.000 tiền bảo vệ để cho mấy tầng bảo vệ. Các bảo vệ ở dưới lầu bảo vệ chỗ mình đậu xe hơi, bảo vệ trong lobby, rồi bảo vệ đi tuần. Nhưng mà nếu mà ở mua nhà single house mà trong cái chỗ có bảo vệ thì mình có home owner association, là ban quản trị, thì mình cũng bị gò bó ha. Thì có người thì người ta mua cái mấy nhà đó thì người ta nuôi chó cho giữ để mà quản trị, rồi người ta gắn thêm báo động. Nhà ở cái khu càng nhiều bị cướp bóc thì càng rẻ tiền. Nhà ở khu mà hay bị cướp bóc trộm thì nhà càng rẻ tiền. Nếu bạn đi coi nhà mà bạn thấy những cái nhà nào mà cũng có cái song sắt trên cửa đó, cửa sổ mà để song sắt hết á, là nó có vấn đề. Tại họ sợ bị ăn trộm, ăn cướp. Mà song sắt trên cửa sổ thì nó có vấn đề. Nếu mà cháy nhà mà lửa cháy phía nhà trước, lửa cháy phía nhà sau, mình đập cửa sổ ra không được, tại cửa sổ bị song sắt. Khi cái luật cất nhà ở Mỹ, cất nhà là một nhà là phải có hai cửa, cửa trước cửa sau, ít nhất cửa trước cửa sau, để mà cháy phía trước thì mở cửa sổ ra phía sau. Những cái nhà ở Mỹ, nhất là những nhà bằng gỗ, là cháy mau lắm, bực cái là cháy mau. Mà nạn cháy là thường thường là người ta hay hút thuốc rồi ngủ quên, cái tàn thuốc nó xuống cái ra giường nó bật cháy. Thứ hai là nhà là nấu ăn để quên, nó cháy lên nó bật lửa. Thứ ba là nhà cũ, điện chạm. Thì trong mỗi cái nhà là nó cũng có cái là smoke detector đó, là mỗi phòng nó bắt phải gắn vô đó. Bạn mua Home Depot là gắn vô đó, đâu có $20 một cái đó. Mà nhớ phải thay pin, tại nó hết pin thì nó không kêu đó. Khi nào nó hửi cái mùi khói đó,
khói thì nó reo lên rồi mình thức dậy mình chạy kịp. Nhà single house mà nhà nhà gỗ cháy mau kinh khủng luôn. Thì mình trở lại chuyện an toàn trong trong những cái nhà single house. Bây giờ người Mỹ á là họ họ có họ họ thích ở single house, họ ra cái chỗ vùng xa xôi rồi họ cất nhà lên để cho nó rộng rãi, để có đất cho con chơi này kia đó. Thì họ thích lắm, nhất là những cái vùng mới tiểu bang như là Texas, Missouri, Minnesota, mấy cái đó là đất rộng đó, thì mà đất rẻ thì từ người Mỹ nó ưa cho vậy lắm á. Nhưng mà tự nhiên mà Mỹ nó có súng, thứ nhất ở nhà nó có súng mà nó có hai ba con chó dữ nữa bạn, thì ở nhà single house. Bây giờ là khi cái chuyện nó dễ hiểu thôi, bạn đi càng xa ra khỏi cái điểm an ninh đó, thì là cái nhà nó rẻ, càng đi vô gần cái điểm an ninh cái là safety point đó, thì nó mắc hơn, tại càng gần thành phố thì còn cảnh sát nhiều, kêu cảnh sát mau, còn đi xa thành phố thì nó hơi khó chút. Giờ khi bạn đi mua nhà thì bạn phải cẩn thận, phải đi phải tới cảnh sát cho để cho coi cái history là mà là năm gì rồi ăn cướp bóc nhiều hơn, mà nếu mà chỗ nào nó ăn cướp bóc nhiều quá thì học mình không nên mua. Nó quan trọng là bạn vậy đó, cái nhà không cái nhà là nhà to nhà đẹp ha, nó cũng là quan trọng, nhưng mà ăn quan trọng nhất là cái an ninh của mình. Những cái nhà nào mà khi nó cất những nhà đẹp nhà tốt mà nó ở gần những cái khu mà nhà xấu nhà nhà tệ mà khu khu mà bạn thấy có nhiều người có nhiều mà những người mà có những người không có làm nhiều tiền được, cái họ sẽ thì họ tự tự nhiên là họ xuống tiền thì họ sẽ lấy xe họ họ qua cái khu nhà bạn rồi họ ăn trộm ăn cướp nhà bạn, cái đó là chuyện xảy ra rất nhiều. Hay ở Mỹ là phải cẩn thận, mà chứ không phải nói là ở Mỹ là đất đất văn minh là không có ăn cướp đâu. Bạn biết không? Bạn ăn cướp nó còn nhiều cái như nè, nó thấy xe bạn đẹp, nó thấy nhà bạn đẹp thì nó rình, bởi vì thành ra người Mỹ bây giờ là những cái bụi 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 cây trước nhà là họ cắt đi đó, tại vì nó sẽ rình trong bụi ở nhà bạn ha. Nó đi nó để nó ăn cướp, để nó trước khi mà nó ăn cướp nhà nào là nó dòm, nó coi trước một thời gian, nó coi người mấy giờ đi người mấy giờ không đi rồi kia khoảng mà, thì nó rình nó chờ, nó rình trong bụi nó chờ bạn đi rồi thì nó vô nó đập cửa nó vô nó ăn cướp nhà, nó ăn cướp đồ trong nhà, là cái là ăn trộm. Còn nếu nó ăn cướp rồi nó vô tới nhà lúc bạn nó đi theo xe bạn, thấy bà xe đẹp nó theo tới nhà rồi cái đồng bảng đồng đồng đội nó trong bụi, cái bạn vừa bước xe xuống nhà nó túm bạn liền đem vô trong nhà, cái nó khảo của lại bị xảy ra nhiều lắm. Nó khảo của là nó sẽ tra tấn bạn để bạn chuyển tiền từ ngân hàng của bạn cho nó, hoặc là bạn đưa 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 những cái tài sản trong nhà cho họ, thì hoặc là họ có một lần nữa, có một gia đình đó mà ở khu sang lắm đó bạn, thì nó vô xong cái nó cột hai người lại, cái nó tra tấn, cái nó lấy nó biểu cất đưa ngân phiếu nó để ra nhà băng nó lãnh, nó cầm giữ hai người trong 2 ngày luôn. Rồi xong rồi bạn biết còn sao không, nó giết hai người, nó giết chết rồi nó bỏ lên cái xe đó, rồi cái nó chở tới cái xe của họ, cái nó chở tới chỗ cái vực thẳm, cái nó đẩy xuống thì cháy luôn, nó cháy luôn. Cái xong rồi 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 cái trước khi mà giết vậy thì nó bắt người đó ký giấy chuyển cái tên nhà cho nó, thì nó tưởng là chắc là chết rồi, thành ra nó bán nhà đi. Sao mà sao bà vợ không chết, nhưng mà bị xuống sâu quá thì bà mất trí, chữa bệnh mất trí, bà trong mất trí cả 1 tháng rồi bà mới lấy lại trí nhớ, thì bà mới nói thì giờ cảnh sát mới điều tra thì cái nhà nó đã bán cho người khác rồi, không nhà bán nó bán rẻ, nó bán khác nó đi mất rồi, nhưng mà sao người ta cũng tìm ra được, tìm được là ổng có cái xe đẹp quá, xe quý quá, thì cái người mà nó ăn cướp nó tiếc quá nó không bán thì nó lấy mà nó làm bản số giả nó chạy, thì cảnh sát thấy kiếm được cái xe đó, tại nó chạy thì nó nghĩ là hai chồng chết rồi, đâu có ai nói đâu, nó là điều tra rồi, hai chồng không con cái không 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 có con gái, từ ngoại quốc cường quốc vô mướn nhà là nó biết rồi, nó lựa lắm, nó coi rồi, thành ra cái nhà single house là vấn đề an toàn. Thì khi bạn có nhà single house bạn phải nghĩ đến chuyện an toàn, thì là mỗi người có một cái cách để bảo vệ an toàn của mỗi người. Như Mỹ thì là nó súng, nó có súng ha, hoặc là họ họ gắn máy gắn cái hệ thống báo động ha,
nhiều hệ thống báo động 25-30 đô một tháng thì nó có cái hệ thống, nó từ cái chỗ văn phòng của nó mà nó coi được cái nhà mình trên GPS, để mà có ai đưa tới gần nó báo động lên thì thấy thì họ sẽ kêu cảnh sát lại ngay. Thì khi nào mà người mấy người ăn cướp mà thấy có hệ thống báo động đó thì họ không có dám ăn cướp. Hoặc là người giàu thiệt giàu á thì họ muốn bảo vệ tư luôn bạn, hay là muốn bảo vệ dùng. Bạn thấy có nhiều cái chỗ mà nhà đó mà họ có nhiều dãy nhà mà họ có cổng, họ mướn luôn một cái cảnh sát bảo vệ đó ngồi tới cổng, đó là ai ra vô là cái máy nó chụp hình cái xe hết, vậy là cũng đỡ. Bởi vì khi mình muốn nhấn mạnh cho các bạn chuyện này là mua nhà single house thì tốt, nhưng mà phải chú trọng tới vấn đề an toàn. Xin chào các bạn, hẹn bạn gặp lại các bạn lúc sau. Bye bye.